Nguyễn Hải Phong sinh ra thời bánh lỗ tai heo. Cái bánh lỗ tai heo chính ra là sinh ra từ vạch đích đó. Anh chàng đó là không làm chi trong cái việc bệnh của tôi hết, ăn chơi thôi, lấy ra cho họ ăn hết. Nguyễn Hải Phong sống rộng rãi từ nhỏ mà. 55 năm qua rồi, khi nào anh cũng yêu em hết. Đến bây giờ tuổi đời cũng là cũng sắp hết, em cứ vui vẻ mà sống với con và cháu. Ba mẹ không có nhiều thời gian đó để mà cái khoảng thời gian hạnh phúc này nó không kéo dài được lâu, nên trong cái đó mình cũng có thấy cái sự tiếc nuối. Năm nay là 56 năm rồi bà hả? Tổng cộng bà được mấy cháu rồi? 5 con. 5 con? Một gái bốn trai. Con lớn là bà bao nhiêu tuổi bà? Con 55 tuổi đó. Con lớn 55 tuổi. Sinh năm 67. Con nhỏ nhất là bao nhiêu bà? Là anh Phong. Là bao nhiêu tuổi bà? 40. Nay con thăng tiến không ngờ, xa mâm cơm khi xưa bên nhau lại thấy nhớ, con mong nghe tiếng ba la. Nguyễn Hải Phong là nhạc sĩ, sáng tác những bài hit hot không hả bà hả? Vậy thì sau khi cưới nhau đó, ông có về lại gọi là nơi công tác không, hay là ông ở với bà ở đó luôn? Tôi cưới bà ngày 26 thì mùng 3 tôi đã khởi bay vô Nha Trang rồi. Về thăm nhau được rất khó gần nhau. Mà vậy mày bán ra? Tết về gặp nhau, hè về gặp nhau. Bao lâu ông bà mới chính thức là về cùng với nhau và không có xa nhau nữa? Năm 70. Năm 70? 70. 4 năm sau đám cưới thì ông bà mới được ở gần với nhau. 4 năm, 3 đứa. Bà nuôi con chỉ có một mình thôi hả bà? Vâng. Có ai hỗ trợ bà không? Không. Vất vả nhiều không bà? Vất vả lắm. Tôi thì tôi thất nghiệp từ năm 1977. Thì khi thất nghiệp là tôi làm đủ nghề. Thứ nhất là tôi mượn một chiếc xe của ông anh vợ nữa, ông anh vợ, xe 67 màu đen á. Tôi mượn tôi đi xe ôm. Đến khi nhà nước không bận sáng nữa, tôi để xe có đạp xe ôm, xe đạp ôm anh ạ. Chở xe đạp ôm luôn? Xe đạp ôm. Dạ. Rồi may mắn là ít lâu sau tôi kiếm được một cái nghề, nghề lạ kỳ lắm anh. Làm bánh bằng bột sắn. Bột khoai mì á. Bánh đó bánh gì, gọi là bánh gì không? Gọi là bánh tái heo. À, bánh tái heo. Bánh nó ngon lắm mà nha. Bây giờ vẫn còn. À, dạ. Còn nhưng mà ít lắm. Tức là mình cuộn một lớp bột trắng trải ra đó. Dạ. Một lớp bột có đường để vàng chút, cuộn lại, sắc ra thì có cái dẹt ra. Dẹt ra, dạ. Ram lên. Bánh lỗ tai heo là kiếp của biết bao nhiêu người luôn đó không? Hàng triệu người đó. Lúc đầu chỉ một cái chảo nhỏ đấy để rám thôi, chiến á. Dạ. Rồi phát triển ra là chảo lớn. Rồi từ từ lớn lên luôn. Cuối cùng là thuê người luôn. Ôi ôi. Cuối cùng thuê người làm luôn. Bây giờ là công ty trách nhiệm hữu hạn bánh lỗ tai heo đó. Calo Sugar mới ít đường, tiêu hóa khỏe, trẻ cơ xương khớp. Gọi là bánh tai heo cô tâm. Ồ vậy hả? Bánh tai heo cô tâm. Rồi nổi lên lên. Rồi khắp cả phường. Rồi khi khắp thành phố. Rồi wow. Khi sấm chữ. Vô chợ đúng không? Đúng không? Vô chợ nó bỏ cho hai ba mũi. Mùi lượng ở trong nữa. Nếu mà bỏ cho cả thành phố, cho chợ Đông Ba này kia là doanh nghiệp lớn không ha? Phải sản xuất liên tục nữa đó. Lúc đó khá rồi hả? Khá khá rồi. Mà khi thấy khá rồi bắt đầu mình xỉnh ra út. Vậy là Nguyễn Hải Phong sinh ra thời bánh lỗ tai heo. Thấy bánh lỗ tai heo? Chính ra là sinh ra từ vạch đích đó. Đó. Anh chàng đó là không làm chi trong cái việc bệnh của tôi hết. Không làm gì hết hả? Ừ, ăn chơi thôi. Nhỏ quá. Mà chỉ có phá. Tôi làm bệnh mà đổ ra cả đống như thế này để có công nhân họ vô bì á. Dạ. Thì có những cái hư, cái queo lại như nhỏ thế. Thế anh chàng này bạn bè ngoài đường nói vô lại bệnh ăn thì rất bốc đó. Lấy ra cho họ ăn hết. Ai vẽ con vô bốc bệnh ra cho mấy người kia ăn nữa. Con từ vẽ, con từ bốc đấy, nó nói thế đó. Con từ lấy, con từ vẽ con. Con từ cho. Nguyễn Hải Phong sống rộng rãi từ nhỏ mà. Phải chi giờ anh viết nhà anh cho mình ha. À.
ông bà ơi, trong những cái lá thư mà ông bà gửi cho nhau á, có cái lá thư nào mà nó gây ấn tượng với ông bà nhất không? Ôi trời, còn một lần tôi ở Quy Nhơn, tôi giận bà gì vậy? Tôi viết một bức thư dài. Trong đó mình làm kiểu như mình là nhà giáo á, dạy học sinh á. Một bài học có mục này mục nó, tôi kể mục thứ nhất là những thế này em thế này thế kia, như này mục thứ hai thế này kia, mục thứ ba thế này kia, hình như là bài tổng mục vậy. Thì tôi gửi đi bà, khoảng tuần sau tôi được thư của bà. Tôi mở ra thì thư không có chữ, để có lý sánh đàng hoàng. Số 1 để trống, để trống dưới đấy luôn. 2 trống, 3 trống, 4 trống, 5 trống, 7 trống. Ông lúc đó ông sao ông? Cảm giác ông lúc đó làm sao? Khi nào mình hối hận là mình đã viết cái thứ kia hơi là hơi quá đáng. Hết hồn liền. Nhưng mà bà viết cái thư đó ý gì bà? Lúc đó bà nghĩ sao mà bà hồi âm lại ông bằng một cái lá thư trắng như vậy? Không có gì. Tức là nghĩa là không thèm trả lời đấy. Ý là tôi đọc thư của anh rồi đó, nhưng mà thôi tôi cũng muốn nói về vấn đề này đó, là phải hồi âm lại vậy, kiểu vậy á, phải không? Ba còn ghê hả? Ghê chứ. Nếu mà viết đạo đệ lắm đó. Đạo đệ, gọi là đạo đệ. Hơi bị sâu sắc đó. Dạ. Thật ra người ta sẽ một là không viết luôn, hai là viết tại sao tôi vậy, tôi không có này kia thì không nói gì hết. Trời ơi hay quá. Thế mà cái này hay đó. Quá. Sau cái lá thư trắng mà ông nhận được từ bà á, rồi ông có viết cái gì lại cho bà không? Thì viết lại là xin lỗi thôi. À. Thủ tội, rồi thủ tội. Nhưng mà từ lúc ông ngưng viết thư cho bà đến nay là bao nhiêu năm rồi? Từ năm 79 là với nhau rồi. Cũng phải 50 năm rồi, ông không viết thư cho bà. Nhưng mà ngày hôm nay trong chương trình Tình Trăm Năm này, ông đã bí mật viết một cái lá thư gửi cho bà. Và bây giờ con xin phép, con sẽ mở cái thư này ra và con đọc cho bà nghe nha. Bà ơi, bà có hồi hộp không bà? Có. Để con đọc cho bà nghe nha. Ngoài bì thư là gửi em yêu nè. Hồi xưa ông có hay gọi bà bằng em yêu không bà? Em thôi chứ không yêu. Vì đã yêu rồi thôi. Không có gọi em yêu, chỉ gọi em thôi hả? Em thôi. Bây giờ con xin phép đọc lá thư của ông gửi cho bà nha. Em yêu, chúng mình sống với nhau trải qua 55 năm rồi. Đến giờ này, quỹ thời gian không còn nhiều nữa. Bao nhiêu gian khổ ngọt bùi chúng mình đã đi qua. Nhiều lúc thấy là cũng tạm được. Giờ này con cái đã lớn khôn, các cháu nội ngoại cũng đang lớn dần lên, trở thành một gia đình đông đúc, vui vẻ, hạnh phúc. Chừng đó anh thấy mãn nguyện lắm rồi. Em và anh sẽ gắn bó với nhau mãi mãi như thế này để vui cùng con cháu. Mong em vui khỏe mãi bên anh và con cháu. Vô cùng cảm ơn em và cùng anh vượt qua nhiều gian nan khó khăn để có ngày hôm nay. Hôn em, anh Nguyễn Hồ. Bây giờ mày hôn em có tin là thư của anh không? Không tin. Không tin sao vậy bà? Cô đưa cho bà coi phải không? Phải chữ tối không? Bà đọc thử đi coi có phải là nét chữ của ông hay không nha. Đúng chữ anh không? Không phải chữ anh. Anh Hồ, em yêu, đúng không? Tiếc chi muốn việc an tâm. Việc an tâm, không tin hả? Không tin. Chắc lâu quá rồi, ông không viết thư cho bà đó. Thôi giờ ông nói luôn đi. Mình việc thường sống câu đầu là mình khóc luôn. Sao khóc? Bà nhìn ra chữ tôi. Đấy, bà đọc từng chữ của ông đó, xem từng nét chữ ngày xưa đó. Không tin nữa, chữ tin chưa? Tin chưa bà? Tin. Tin rồi. Bà đọc thư xong bà thấy làm sao? Thầy anh tội nghiệp á. Thầy nói là yêu quá đi. Nãy giờ bà đọc thư bà không tin, ông nói cho nó tình cảm hơn. Hồi nay em đọc thư là em biết rồi nè. Đáng lẽ là đến cái tuổi này là tôi già hơn bà, tôi yếu hơn bà. Mà bây giờ bà lại yếu hơn tôi. Đó là điều mà tôi rất buồn và rất cảm động. Là vì đáng ra là em phải trẻ hơn, đúng không ạ? Nhưng mà chứ là nói cũng không được luôn. Ông xúc động quá. Xúc động quá. Cuộc đời của hai đứa mình thì cũng là coi như tạm được.
không để lại ơn oán cho ai. Mà hiện giờ đã đang vui vẻ với con cháu, thì mong một điều là ba khỏe mạnh lên, vui vẻ lên, để sống vui với con và cháu, để mà sống cho đến thêm được ít nhất là 15 năm nữa, để cho đủ 100. Tuyệt vời quá không bà? 55 năm qua rồi, khi nào anh cũng yêu em hết. Đến bây giờ tuổi đời cũng sắp hết. Em cứ vui vẻ mà sống với con và cháu, để mỗi năm có thể đi vào Sài Gòn này để thăm ba đứa con, vài năm đi Hà Nội thăm đứa con khác nhá, cho vui. Nếu có dịp thì có thể là tổ chức một bữa đi du lịch một lần trước khi nhắm mắt. Thế rồi mong bà khỏe, bà vui. Cảm ơn anh. Ở đây chúng ta có thấy là sự xuất hiện của anh nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, và anh đã khóc rất là nhiều. Em cũng khóc rất là nhiều, bởi vì em quá ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ anh. Bố khóc, Phong ở ngoài cũng khóc, mọi người cũng khóc đấy bố ạ. Bây giờ thì Phong có thể đàn cho bố hát. Phong muốn nói gì không? Ba mẹ hạnh phúc quá. Chắc là cái ngôn từ không có diễn tả được. Cảm động quá, một mối tình thiên niên kỷ luôn á. Thấy là ngày xưa là mình chứng kiến là ba cũng có rất là nhiều lỗi với mẹ. Nhưng mà về cuối đời thì mình là thấy là bà cố gắng bù đắp rất là nhiều. Đi đâu cũng lo lắng từng chút cho mẹ. Thế là hai người ba mẹ mình, nếu mình rất là ngưỡng mộ. Rất là hạnh phúc, hôm nay khóc là khóc hạnh phúc, chứ không phải là buồn. Được. Nhưng mà cũng thấy là ba mẹ không có nhiều thời gian á, để mà cái khoảng thời gian hạnh phúc này nó không kéo dài được lâu. Nên trong cái đó mình cũng có thấy cái sự tiếc nuối. Nhưng mà ba mẹ yên tâm, tại vì là các con cháu sẽ sống rất là ổn. Ba bây giờ cũng không phải lo lắng gì, mẹ đừng lo lắng gì. Tụi con ổn hết rồi. Và mong ba mẹ những ngày cuối đời thì sống thật là hạnh phúc thôi. Cuối đời mà có được chương trình như thế này thì tuyệt vời. Thật vời lắm. Kỷ niệm không ha? Kỷ niệm. Thật ra thì khi mà có chương trình mời thì ba rất là thích, nhưng mà mẹ không có chịu. Các con đều nói là ba mẹ nên lên chương trình để sau này các con còn xem, các cháu còn xem. Nhưng mà mẹ cứ nhất mực là không chịu, mà cũng chưa hiểu lý do tại sao. Thì không biết lý do tại sao. Mới đi vì ngày lên nổi xuống xe. Như hôm nay là rất hay luôn mà. Cả nhà nói qua nói lại ở trong group chat á. Thì buổi tối là ba mới gọi điện báo lại. Thì ba nói là mẹ mới đồng ý rồi. Cả nhà la lên mừng quá trời luôn. Ba mẹ giờ xuất hiện được rồi thì thấy không hối tiếc đúng không? Không hối tiếc. Ít cơ hội để người cao tuổi kể những cái câu chuyện ngày xưa lại cho người trẻ. Đúng rồi. Đó là cái động lực mà em muốn ba mẹ đến đây á. Chương trình quá tuyệt vời. Dạ, cảm ơn chương trình.